Xin chào quý các bạn, tôi là Nguyễn Đỗ Quỳnh, Marketing and Sales Specialist của công ty Pinstech Việt Nam. Rất vui để trở lại đây để giới thiệu tới quý các bạn về triển lãm Asia Water diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia lần này. Hôm nay đã ngày cuối cùng của triển lãm Asia Water. Đã là ngày cuối cùng rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều những khách tham quan đã đến đây để có thể tham gia, để có thể xem được và quan tâm đến giải pháp xử lý nước cứng Active Flow cũng như các giải pháp khác của Intel Anh Quốc mà Vizitech mang đến triển lãm lần này. Có thể thấy được rằng triển lãm Asia Water là một triển lãm vô cùng lớn, vô cùng chuyên nghiệp và tầm cỡ quốc tế, khu vực. Rất nhiều các hãng trên khắp thế giới cũng như khu vực đã đổ về đây để có thể tham gia và trao đổi thông tin với nhau, tìm kiếm khách hàng mới cho mình, tìm kiếm một thị trường mới cho mình. Rất mong rằng ở Việt Nam sắp tới đây cũng có thể có những buổi triển lãm giống như thế này để Pintech có thể mang những giải pháp của Active Flow giống như đây để đem đến cho thị trường Việt Nam cũng như thị trường Đông Nam Á và trên toàn thế giới giải pháp xử lý nước cứng của Intel Anh Quốc. Như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn những hình ảnh tại ngày thứ 3 của triển lãm Asia Water tại Kuala Lumpur, Malaysia này nhé. Bây giờ các gian hàng đã bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị di chuyển. Triển lãm Asia Water 2024 đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau vào triển lãm Asia Water năm 2026. Như vậy là đã kết thúc chuyến đi tham gia triển lãm Asia Water tại Kuala Lumpur Convention Center tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia của Pinstech. Pinstech đã gặp gỡ và trao đổi thông tin được với rất nhiều khách hàng trên khắp khu vực Đông Nam Á cũng như trên toàn thế giới để có thể đưa cho họ thông tin về giải pháp xử lý nước cứng Active Flow cũng như cho họ thấy được sự hiệu quả mà Active Flow đem lại. Nếu quý vị quan tâm đến giải pháp xử lý nước cứng Active Flow thì xin lòng liên hệ Pinstech. Quý vị các bạn đừng quên like, share video này, đăng ký kênh YouTube của Pinstech Việt Nam, đăng ký thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về các giải pháp mà Pinstech đang tư vấn và cung cấp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.